Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tuần thì xin được chúc các anh em xem video clip vui vẻ và có một cái nguồn năng lượng thật là tích cực để có thể bước vào sang một cái tuần mới làm việc, học tập hiệu quả anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Đầu tuần thì nói chung ấy là ra gì chơi đấy nhá anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng làm cái content thật là hay. Đấy, dựa vào những cái gì chúng ta được cho. Hiện tại là ra được hai cái con Tutka thì lại như thường lệ thôi, chúng ta sẽ tận dụng cái nguồn tài nguyên mà được cho. Ngoài ra thì nó cho tôi một con gấu, tôi vứt vào tôi câu để có thể nó có thể ra là con gấu Saman chẳng hạn. Ok, hoặc gấu Assassin. Gấu nào thì cũng được. Rồi. Đồ trên này nó lại hơi lửa lạc lượng và lửa mỡ. Có lên rèn lại không nhỉ? Rèn cái này thì nhỡ lại ra bắn trưởng thì lại hơi phí. Thôi, từ từ đã. Đội hình bây giờ cũng tương đối là yếu. Chúng ta chưa có cái gì để có cơ sở đánh được chuỗi thắng cả. Đấy. Giữ máu thì cũng chưa có cơ sở. Rất có thể là sẽ phải eco. Rất có thể sẽ phải eco đấy. Chưa có mấy con nào liên quan đến con nào ở trong cái bàn cờ của tôi. Khá yếu. Ấy à. À. Half Orc Warrior à? Có phải không? Cái round này thì chưa up cấp vội. Mặc dù là đội hình nó cũng đã có 2 sao và có thể nói là nó cũng đã tương đối là mạnh rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa có cơ sở đánh chuỗi thắng nên là từ từ đã. Round này mà thắng thì tôi sẽ up cấp, còn nếu không thì thôi nhá. Cứ từ từ. Đang đánh chuỗi thua mà. Ok, khả năng thắng là cao. Round này khả năng thắng là cao này. Giết con Agli, ok, thắng rồi. Vậy là round sau chúng ta sẽ up cấp lên. À, nó lại như này à. Có lên up cái con Unicorn này lên không nhỉ? Tôi nghĩ là cứ để tiết kiệm đấy đi. Nếu mà chơi Half Orc thì tiết kiệm chút để tí nữa còn lên cái con Unicorn này lên 3 sao sớm. Không cần phải up đâu. Giờ chuỗi hay không nó cũng chả quan trọng. Quan trọng là đội hình này nó có cái giữ máu. Nó giữ được máu anh em ạ. Ok. Đội hình này giữ máu được. Cái này tôi nghĩ tôi sẽ vẫn thắng thôi. Rồi. Ui dồi, quả. Cái con tức cào đấm phát chết luôn ạ. Còn lửa cây máu mà nó đấm phát chết luôn. Khỏe thật sự. Ui trứng này. Trứng ra Berserker chứ Warrior. Warrior Hammock. Ok, đập trứng luôn. Đập cho cái con này nó gánh được đấy. Tử thần này tôi nghĩ là nó sẽ gánh được. Tử thần này là tử thần có đồ. Tử thần có đồ. Chúng ta có những cái món đồ rất là khỏe cho con tử thần dạng đầu game chơi được. 2 sao có thể gánh được đấy. Ok. Rao này vớ vẩn mất chuỗi không? Berserker chết rồi này. Rồi, giết được con cây rồi. Giết được con cây thì khả năng là vẫn chơi được. Nhưng mà có con sâu đằng sau là có thể để đệ được. Nhưng con Tutka ở tôi nó rất trâu. Nó là cái con Warrior 2 sao trong cái bộ 3 Warrior rồi. Rất trâu luôn. Ok, rồi, ăn rồi. Hay quá nhở, thằng này cũng đang có chuỗi đấy.
Nó tử thần này nó có cái giảm kháng phép ấy, nó cực kỳ khỏe luôn. Dạ đấu game. Ok, round này có lên up cấp không? Up cấp và kẹp thêm được cá à? Kẹp thêm cá được vào. Đang mạnh thì tôi up cấp anh em ạ. Cũng không cần phải tiết kiệm tiền ở giai đoạn này. Tôi nghĩ là sắp có chuỗi rồi. Với cái việc là tôi đập cái quả trứng cho cái con tử thần mà tôi không đánh được chuỗi thì nó rất là lãng phí quả trứng. Phải đánh chuỗi, phải đánh được chuỗi. Ok. Tôi nghĩ là phải cố gắng để có chuỗi thôi. Chứ còn bây giờ lỗ tiền ấy, quả trứng rất quan trọng. Nó là cái món đồ mà 4 đô 2 sao đấy mà tôi phải hy sinh để tôi đập cho con tử thần. Bây giờ ít nhất là nó phải thắng được phải 5 round để gỡ lại quả trứng đã. Gỡ lại quả trứng vừa đập đã, không nó rất là lãng phí. Không, 5 round chưa đủ, phải 10 round. 10 round thắng thì mới đủ gỡ quả trứng. Bởi vì làm sao? Bởi vì là thì cứ cho là quả trứng có giá 5 tiền, tôi đập vào con 3 tiền thì tôi bị lỗ tôi đập vào con 2 tiền thì tôi bị lỗ 3 tiền đi. Nhưng mà có phải thế đâu. Kể cả tôi không có đập vào nó thì tôi vẫn có cái cơ hội thắng cơ mà, đúng không? Đấy, tôi vẫn có cơ hội thắng. Nên là những cái thắng đấy chúng ta phải trừ đi những cái tiền của những cái round thắng đấy nữa. Chứ không phải là đập trứng thì thắng, còn nếu mà không đập trứng thì thua. Không, không đập trứng vẫn có thể thắng. Đấy, hai con tử thần nó đập thì nó cũng khỏe đấy chứ, nó cũng không yếu đâu. Đó, nên là chắc là phải 10 round là mới gỡ lại được cái số vốn của tôi bỏ ra vừa đập quả trứng. Ok, cố gắng nha anh em nhá, giữ chuỗi 10 round. Rồi, thắng được không? Cái con tử thần kết hợp với Half Orc ấy, nó bớ vào cái vị trí mà đông người. Nó rất là hay. Là cái cú đập đầu tiên của nó rất là khỏe luôn. Chứ nó không đập ngay vào cái vị trí trước mặt. Cái skill của nó tung là lúc nào cũng vào vị trí đông người nhất. Là nó rất là hiệu quả, nhưng mà kết hợp với cả hai Half Orc đầu game. Chứ còn nếu mà 6 Warrior chưa chắc là mạnh bằng đâu. Chuyện này khả năng tôi sẽ chơi Half Orc đây anh em ạ. Theo dòng sự kiện chúng ta đã chơi Half Orc để chứng minh là cái bộ này nó mạnh. Mặc dù là tôi biết là các anh em mà đã thử qua thì các anh em chắc là cũng không cần tôi chứng minh nữa. Tôi nghĩ là như thế, sẽ không cần tôi phải chứng minh nhiều, bộ này thực sự mạnh mà. Chả qua là cái giai đoạn đầu game nó khá là khó xây dựng. Thực ra nó cũng chả khó xây dựng. Với cái bộ Warrior thì rõ ràng là lên 6, à lên level 7 là anh em sẽ có là 6 Warrior kẹp với 2 Half Orc rồi. Đấy, kẹp được với cả 2 bit nữa là chắc chắn là có. Đó, rất dễ chơi luôn. Lên level 7 đây anh em. Đấy, bây giờ tôi level 6 rồi này. Lên level 7 là chúng ta là, nếu mà chúng ta không câu gấu nữa là chúng ta sẽ có 6 Warrior rồi. Đó, để cái xung kích nha anh em nhá. Mặc dù nó có một cái là cái lá chắn tháp pháo, là cái món đồ mà nó tăng cái sức chống chịu, nhưng mà tôi vẫn sẽ lấy cái gậy sét. Đấy, cái gậy sét này nó sẽ giúp đánh chuỗi thắng. Ok. Tí nữa tôi rèn gậy sét thôi, nhưng mà cái tầm này thì gậy sét nó giúp tôi đánh được cái chuỗi thắng anh em ạ. Nó giúp được khá nhiều ấy. Ok. Rồi, lấy cái con wizard. Tí nữa kẹp 2 wizard vào, kích hoạt 4 half orc sớm. Nếu mà bây giờ ra con 4 đô là có thể 4 half orc luôn, được. Ui, này có gấu 2 này, ui vậy đấy. Gấu tổ 2 cơ à. Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ăn rồi thôi. Ui, vụt trượt kìa. Mà tôi vẫn sẽ ăn rồi thôi. Ây à, càng đấy, bay nhảy ghê đấy. U đây rồi. Hay là chơi beat nhỉ, da gấu này. Da gấu beat này anh em này. Hay là chúng ta chơi gấu. Như này là vẫn 3 warrior. Ok, thế thôi bán đi vậy. Thế chơi beat đi nhá, không chơi warrior nữa.
Tự nhiên nó lại ra cái con gấu với cả hai con unicorn 2 sao rồi. Sau đó lại ra tức ca. Mặc dù bây giờ mới chỉ có 3 beat nhưng mà đây nó lại là những cái con chủ chốt ở trong cái bộ beat. Chuyện này có cả ngộ không anh em ạ. Chuyện này có ngộ không, chơi beat cũng được. Beat kết hợp với cả half orc quá hay. Ok anh em ạ. Nhá, thôi chơi beat half orc đi. Lúc đầu thì cũng định đánh warrior nhưng mà bây giờ ra như này thì chúng ta xoay thôi. Tí nữa chuyển hết cái đồ này về đồ con cáo, chơi con cáo. Vừa mới có cái update mà con cáo tăng sức mạnh khá khá đấy anh em ạ. Cái cú chọt của nó bây giờ cái diện rộng nó khá là rộng. Cái phạm vi của cái chọt của nó bây giờ lên tới là 5 ô trước mặt. 5 ô trước mặt cơ mà. Rất là rộng luôn. Nó không như ngày trước là chỉ có là mỗi bên là thêm 1.5, tức là tổng nó sẽ là 4 ô. Bây giờ là 5 ô. Hơn hẳn 1 ô luôn. Rồi, 4 bit này. Trận này thì không đánh bằng Whispersia anh em nhá. Whispersia chơi chơi bit siêu đẻ đấy thì không, trận này sẽ chơi là half orc. Chơi bit siêu đẻ thì vừa nãy tôi lại có cái tẩu ấy, tôi không lấy. Quên đấy. Nếu mà chơi bit thì lên lấy cái tẩu. Mà tôi bỏ cái tẩu rồi. Còn máu echo thì ngay từ đầu không lấy rồi. Thế là cũng sẽ không có máu echo nữa. Thế là bây giờ lấy những cái đồ tier màu tím thôi. Đấy, đồ màu tím để dành cho cáo. Dành cho cáo, dành cho ngộ không. Đồ màu cam. Con tử thần nó gánh thật sự luôn anh em ạ. Cái cú bổ đó một phát là dọn toàn bộ đội hình của địch rồi. Grim này. Mua Grim không? Con này 4 tiền hơi phí. Nếu mà chơi beat này tôi nghĩ là chỉ mua cái con đấy thôi. Sao đi vô thôi, chả cần phải Grim. Grim có tác dụng gì không nhỉ? Chả có cái combo gì cả. Chỉ nó là một cái con 4 tiền thôi. Một con 4 tiền, đam to. Có đam, có gây đam, có đánh tay. Sao đi vô lại không đánh tay được nhỉ? Chơi bộ beat thì cũng cần đánh tay đấy. Còn cái con cá Laga thì đương nhiên là sẽ phải lấy rồi. Bởi vì chúng ta chơi half orc mà. Half orc thì đánh ở level 10 sẽ kẹp thêm một cá nên là phải có cái con đấy. Ok. Hay quá. Ui, quả này cắt được chuối là tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Rồi xong rồi. Mình xin nhá. Cắt được chuối à? Bán bớt đi kiếm thêm tiền không? Ok. Biết rồi này. Ui đúng thật luôn anh em ạ. Hay trận này có ngộ không có đánh beat metalit không? Không đánh half orc, đánh beat metalit. 4 beat kết hợp với 4 metalit. Nhưng mà lại phải cần cái con gấu tổ ra. Bây giờ chưa có anh em ạ. Làm nào bây giờ lổ ra con gấu tổ nhỉ. Nếu mà chơi kiểu 6 bit kết hợp với cả 4 metalit nhưng mà lại chơi hàng kiểu hàng pha ke kết hợp 2 wizard thì nó lại hơi yếu. Nó lại không được mạnh tối đa. 6 bit 4 metalit à? Hay là 6 bit kết hợp với cả 4 half orc. Theo anh em thì cái là mạnh hơn. À u hay là 4 metalit kết hợp với 4 half orc. Kết hợp với cả 4 bit nữa, đúng không? Được. Đánh ở level 10 đủ luôn. 444 à, đội hình 444. Ấy à. Kinh đấy. Thử nào. Nhưng mà tất nhiên là không để chuyển sang được nếu mà không có ngộ không, tức là bắt buộc phải có ngộ không mới chơi được. Chứ còn bây giờ coi kể cả câu ra con gấu tổ thì cũng không chơi được cái kiểu đấy. Bắt buộc phải có ngộ không mới chơi được kiểu thế. Thế nên là chúng ta sẽ up sớm nha anh em nhá. Tôi nghĩ tôi sẽ đẩy cấp sớm để tôi kiếm con ngộ không thôi. Ok, rồi. Thế
cái giảm kháng phép cũng được. Không đến nỗi. Tí nữa tôi sẽ rèn lại cái món áo mưa. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là nó vẫn sẽ cần thiết đấy anh em ạ. Nó sẽ cần thiết để đánh với một vài nhà sử dụng đam kỹ năng. Những cái nhà mà bắn trưởng là vẫn còn rất nhiều. Mặc dù nhìn qua thì tưởng là toàn đánh tay nhưng mà không phải đâu. Vẫn có những cái con tướng mà có khả năng là bắn trưởng, sử dụng gọi là sát thương ma pháp. Nên là cứ cầm cái áo mưa này thì nó cũng trâu. Đội hình nó cũng trâu trâu lên một chút, gây được nhiều đam. Bây giờ tôi thiếu đúng một con beat thôi. Mà nếu mà bây giờ mà không ra được beat thì tôi kẹp wizard vào là đủ. Đấy, như cái đội hình này thì có con cây này, nó gây đam này. Con cây này bây giờ đứng ở trong cái bầy này thì có áo mưa thì không sợ. Con cây là gây đam phép. Nhưng mà tôi có áo mưa. Đấm rất đau luôn. Thật sự ở đây là mới là cái round 16 mà con tử thần 2 sao của tôi là gây được gần 6k đam anh em ạ. Rồi, lên được 3 sao Unicorn này. 6 bit luôn. Ok. Đủ bộ này. Không có hàng real thì chúng ta chơi hàng fake cũng được. Chơi hàng fake cũng được. Đến bao giờ mà chúng ta ra thêm được một con bit nữa thì bỏ cái con wizard ra thôi. Mà tôi nghĩ là đằng nào cũng sẽ phải chơi cái bộ này, bởi vì là sắp có 4 Havoc rồi. Lên level 9 nó sẽ là 4 Havoc. Chưa có cáo nhỉ. Trận này không thấy dao nào. Thôi không sao, lên 9 kiếm ngộ không cũng được. Đẩy rất kinh luôn đấy. Anh em nhìn này, trời ơi. Cái thằng mà tôi vừa gặp ở ra vừa rồi là vừa lấy tôi thấy nó máu nó là gần như là nhiều nhất luôn đấy. Đứng top luôn, thế mà bây giờ tụt một phát xuống gần bay bầu rồi này. 34 máu đứng top 7 luôn. Tốc độ trận đấu nhanh phết nhỉ. Về căn bản là trận đấu nào mà có beat thì nó đẩy cực kỳ nhanh luôn. Tôi trận này tôi chơi beat mà tôi lại còn được đánh chuỗi thắng nữa nên là tôi đẩy rất là nhanh. Tầm này là cũng không phải kẹp cá gì cả rồi. Có áo mưa đánh cực kỳ an toàn luôn. Đấy, tôi có chia sẻ với anh em từ cái đợt chơi beat Havoc từ cái video trước rồi đấy. Là cái bộ beat này này. Là tôi lúc nào cũng để cái áo mưa. Bởi vì làm sao? Bởi vì phải lên 10 mới kẹp được cá cơ. Đánh ở level 9 đủ bộ làm gì có cá vào đâu. Đấy, chơi áo mưa cũng để là coi như là counter cái thằng này. Đấy, có áo mưa rồi là cũng không sợ con phong vũ nhiều lắm. Ok rồi đấy. Có áo mưa là sẽ giảm sát thương của con phong vũ. Ok, cắt chuỗi thêm một lần nữa anh em ạ. Đây rồi, cáo ấy rồi. Vậy là hiện tại là chúng ta đã đủ 6 bit hàng real. Có đủ 6 bit hàng real rồi. Thế đi, chúng ta sẽ bỏ cái wizard ra. Bỏ wizard rồi kẹp metalit vào anh em nhá. Kẹp metalit vào mạnh hơn. Đấy. Lúc nào hàng real đó cũng sẽ hơn hàng fake anh em ạ. Hàng fake thì nó mất 4 hay 2 slot rồi. Hàng real này kẹp thêm được cái hai cái slot đấy là con metalit. Đó, bây giờ chỉ cầu mong ra là gấu tổ thôi. Giữ chuỗi hay như nay mà không ra là gấu tổ, phí thật sự luôn á. Round 20 rồi mà còn chưa ra, bao giờ mới ra đây. Chơi Metalit rất cần gấu tổ luôn để chơi hàng real. Còn nếu mà không ra tôi sẽ đợi ngộ không vậy. Không ra thì đợi ngộ không, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta chơi Metalit kết hợp với từ từ đã, thế này thì không phải rồi. Bad Omen à? Metalit 6 bit thì không nhét được Bad Omen, hơi phí. Chơi 4 bit thôi. 4 bit. 4 Metalit thì còn thừa 2 slot cơ.
4 bit 4 metalit. Sáu bit kết hợp với cả 4 metalit vẫn thừa một slot để cho Battleman. Ờ được, vẫn chơi được. Tôi nhầm anh em ạ. Được nhá. Đánh ở level 10 đủ. 4 bit kết hợp với 6 metalit, chúng ta chỉ cần đánh ở level 9 thôi. Nên level 10 chúng ta kẹp thêm được cả Warlock nữa. Quá tuyệt vời. Để xem là bit metalit hay là cái bộ 6 đỏ metalit mạnh hơn nào. Giờ vẫn có chuỗi anh em ạ, dã man thật. Cái con tử thần ấy nó gánh thật sự luôn ấy anh em ạ. Nó gánh dã man luôn ấy. Thề. Tử thần từ nãy giờ vẫn đang dồn đồ cho tử thần đấy chứ. Mới có 2 sao ấy. Thế mà khỏe thật sự. Không biết là sau ra 21 còn giữ nổi không. Dồn bớt đồ cho Unicorn đi. Unicorn 3 sao tôi nghĩ là vẫn sẽ uy tín hơn. Mất chuỗi không? Gặp Warrior à? Hình như chưa đủ 9 con. Úi dồi, Warrior tầm 21 vẫn ở level 7 thế thôi, chịu rồi. Đi luôn không? 34 máu, khả năng đi là cao. Ui, quả vừa rồi đẩy có 24 rồi á. Hết tiền không lên được level 9 ấy. Thằng này đang định dành tiền để một phát lên 9 luôn ấy. Nhưng mà tôi nghĩ là hết tiền rồi, chả lên nổi. Mà chơi Warrior đánh ở level 7 thì xác định là thôi top 7 rồi. Không lên được 9 thì đỡ làm sao được. 9 Warrior sống chết cũng phải lên 9. Chơi cái bộ đấy là tiêu chuẩn là round 21 lên 9. Thế mà bây giờ ra 22 rồi vẫn còn lang thang ở 7 thế kia. Chịu à? Rồi, đấy nó gọi là chịu thua, còn có 9 giây kìa. Không kịp xả luôn. Sang xem tôi luôn ạ. Tức là xác định luôn đấy hả? Xác định luôn là đi luôn ở đâu đấy. Lại còn có cái thằng God Du xoay ạ, God Warlock Du xoay ạ, chịu luôn ấy. Thằng này vớ vẩn đi luôn này. Vớ vẩn đi luôn đấy chứ. Ui, cũng chưa đi luôn. Kiếm mấy con Half Orc cuối cùng. Rồi, có người đi ở đấy, tôi biết ngay. Đánh Warrior mà còn lang thang ở level 7, ở cái rơi vào tầm 23 thì tôi xác định rồi nữa. 23 lên được 9 chưa ăn ai. Chưa có đủ 4 Havoc, thiếu một con. Thiếu một con kinh hệ. Thực ra cái bộ này đánh ở level 9 thôi. Đánh ở level 9 đủ rồi. Ra ngộ không cái là đủ mà. Lên 10 thì mới kẹp thêm cái con Battleman thôi. Tôi nghĩ là 26 lên 10 hoặc là 29 lên 10 thôi, chứ còn cũng chẳng lên sớm làm gì cả. Chúng ta cứ đang mạnh thì chúng ta cứ roll đi. Không mất chuỗi được. Đang này tôi nghĩ là vẫn thắng. Khỏe lắm. Trời ơi. Mặc dù là gấu assassin clear kinh ấy. Nhưng mà tôi chuyện này tôi có chơi siêu đẻ đâu mà. Bây giờ đổi hết cái đống đồ này kiếm cái đồ cam. Tôi nghĩ là tôi sẽ lấy đồ cam sớm thôi. Ok. Rồi, ui quá tuyệt vời anh em ạ. Chuẩn ở đấy. Raria nó là chuẩn bài rồi. Đây rồi, đủ bộ nha anh em nhá. Tức là 26 lên 10. Đủ bộ thì 26 lên 10 đó.
Ôi, vớ vẩn, mất chuỗi thằng Metalist này. Không, tôi không nghĩ là tôi sẽ mất chuỗi đâu. Tôi đã dồn đồ cho Unicorn cực mạnh ở đây. Đấm rất đau. Ngoài ra là cái con Unicorn này nó đang có cái gương. Đấy. Một thời gian sau gọi gương ra nữa. Rất khỏe. Rồi, round 26 lên 10 thôi. 25 nghỉ một round. Ok. Lên 10 sớm anh em ạ. Kẹp được Warlock, kẹp được Havoc. Ok nhá. Cái tầm này thì để xem nào. Bỏ con tạm thời bỏ con này ra lên 10 cho à. Đủ bộ rồi. Lên 10 thì kẹp được thêm Bad Omen để lấy Warlock. Quá tuyệt vời. Mặc dù trận này nếu mà nó ra được cái con gấu bố ấy thì nó còn tuyệt vời hơn nữa. Mà nó không ra cái con gấu đấy anh em ạ. Con gấu Metalist không biết nó trốn ở đâu rồi. Chứ còn nếu mà ra gấu Metalist thì nó lại cực kỳ ấm luôn. Bây giờ lên thẳng lên 10 là nó sẽ là 4 Metalist rồi còn gì nữa. 4 Metalist kết hợp với cả 4 Beat còn khỏe nữa. Ok, rồi tôi lại rèn thêm đồ cam nữa anh em nhé. Tôi chắc là khô máu đồ cam thôi. Chuyện này tôi không chơi đẻ nên là tôi không khô máu đồ tím. Tôi là hướng tới là gì? Là chơi co là con đánh tay. Ok, lấy bất diệt đi. Cho con Unicorn nó khỏe anh em ạ. Không có cái vấn đề gì cả. Rồi, luôn. Bây giờ có thể là tôi sẽ nghĩ cái con đường là chúng ta sẽ chuyển sang Warlock đấy anh em ạ. Tôi thấy là cái thằng Metalist kết hợp với đỏ nó bắt đầu nó mạnh lên, nó vùng lên rồi. Chuẩn bị sẵn với cái bọn Warlock để tí đánh với cả bọn đỏ nhé anh em nhé. Để tôi xem ra là cái đội hình mà tôi đang có ý tưởng là ba con bốn ấy. 4-4-4 và chơi Havoc kẹp với Metalist và Beat. Đấy, 4 Havoc này, 4 Metalist và 4 Beat thì nó có ăn được không? Trong cái trường hợp mà nó ăn được thì tôi nghĩ là thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không ăn được ấy thì chúng ta sẽ chuyển sang là 4 Metalist kết hợp với cả 6 Warlock anh em nhá. Đủ bộ luôn, kẹp được thêm cả 4 Beat nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa thể mất được cái chuỗi đâu. Quá càng. Đẩy nhiều luôn anh em ạ. Ôi vớ vẩn, chuyện này 100% máu đến hết game không nhỉ. Trông căng phết đấy. Gấu đù sắp lên được 3 rồi. Mà Ngộ Không vẫn chưa thấy ra. Giờ phải ra con Ngộ Không sớm cho tôi đi. Ra muộn quá thì cũng yếu. Ra muộn là có một sao thì cũng không dồn đồ cho nó. Ngộ Không ra sớm chơi một sao vẫn được. Cái tầm này chơi một sao vẫn được. Chứ còn để 10 round nữa mới ra thì thực sự nó cũng không thể chơi được cái lúc đấy. Mà đồ chắc vẫn phải dồn cho Unicorn 3 sao thôi. Hoặc là cáo. Hoặc là Phong Vũ. Phong Vũ 2 sao cũng đủ chơi. Ok. Gấu Assassin kết hợp với cả 4 bit à. Căng phết nhỉ. 6 bit. Căng phết, cũng đánh ở level 10 luôn mà. Nhưng mà bạn ơi, nhưng mà ủa chém đau đấy. Chém đau đấy, có bất diệt cơ mà. Ừ. Đi luôn á, dã man. Ngon. Lần lượt loại từng thằng một anh em ạ, còn có 2 người. Đổi lốt món cam không? Tôi nghĩ là đổi món cam ở round này là nó hơi lãng phí. Từ từ đã. Chưa cần thiết. Giữ được cái chuỗi này mới là quan trọng này. Ui đây rồi, Ngộ Không rồi. Rồi bây giờ bán con gì đi đây? Có lẽ là con tử thần này không nuôi nữa. Sáu đỏ này. Một ăn thì là chúng ta sẽ chiến thắng ngay ở cái round 28. Hai là thua. Thua thì chúng ta sẽ mất cái chuỗi này và nó sẽ có cơ hội roll 3 sao. Khả năng là
Ui thua. Bất diệt vẫn còn đúng không? Vẫn còn bất diệt thì ăn được. Vẫn còn bất diệt thì ăn được. Càng ấy. Ui mày quá anh em ạ. 29 là kết thúc trận đấu à? Được đấy nhỉ. Rao này đẩy 7 máu. Rao 29 kết thúc trận đấu. Cáo 2 đi. Ok, Batman lên được 2 sao rồi này. Con gấu thôi nhá, bỏ qua nhá. Gấu bố 4 tiền thôi, bỏ qua. Tí nữa bán đấy mà. Rồi, gấu Metalist đã lên được 3 sao. Mà cái con phong vũ của tôi nó vẫn chưa lên được. Cay thật. Liệu rằng đối thủ có thể cắt được cái chuỗi này của tôi không đây? Chuỗi đã rất lớn rồi. Chuỗi của tôi bây giờ đã rất to rồi đấy. Tuy nhiên hiện tại tôi chưa kẹp Metalist vào anh em ạ. Tôi đang đánh kiểu coi như là kết hợp lửa lạc lửa mỡ. Vừa Half Orc lại vừa Metalist. À không không không, chưa có Metalist mà vừa Half Orc vừa Beat. Vớ vẩn này thua này. Chứ con heo còn sống là biết là thua. Chịu. Heo còn sống nó đẻ tiếp đây này. Một lần nữa. Sợ là sự. Cắt chuỗi rồi. Cắt cái chuỗi 22 trận thắng liên tiếp luôn. 20 trận thắng liên tiếp. Nó sẽ có rất nhiều tiền. Rao sau còn 30 tiền để xả để kiếm con phong vũ à. Nhưng mà tôi sẽ đổi luôn ở cái rao này. Không chơi 6 bit nữa. Chúng ta chỉ chơi 4 bit thôi. Nhưng mà kết hợp với cả 4 Metalist. Và kết hợp với cái gì? Half Orc anh em ạ. 4 Half Orc. Đây nó mới thực sự là cái bộ Half Orc mạnh nhất. Chứ còn không phải là mấy cái bộ kia đâu anh em. Nhưng mà cái bộ này nó khó chơi. Tất cả những cái bộ nào mà nó khó chơi nó phải đánh đổi bằng cái việc là phải. Thứ nhất là gì? Câu ra gấu này. Thứ hai là gì? Ra con tướng 5 đô. Đấy. Rất là nhiều điều kiện. Và lại còn phải lên level 10 nữa cơ. Thế nên là đây nó sẽ là một cái đội hình rất mạnh. Vì nó phải thỏa mãn tới 3 điều kiện. Cực kỳ nhiều điều kiện để có thể xây dựng ở đội hình này. Tôi để tôi chứng minh cho anh em thấy là để như này nó còn mạnh hơn là 6 bit cơ anh em ạ. Mạnh hơn nhiều. Rồi. Gậy như ý cho cũng không. Quá ok. Giữ lại cầm đánh thôi, còn rèn tất. Rèn tất nha anh em nhá. Gương kiểm các thứ chắc là tôi nghĩ là không đủ thì cũng vứt đi rồi. Thiếu 3 đúng không? Cái gương là vừa đủ 9. Ok, rồi. Thôi không phải gương anh em ạ. Lấy đồ búa xét đi. Hay giáp giáp thép. Búa xét ngon hơn đấy. Tôi nghĩ là cái búa xét này chơi ngộ không. Đập cho nhanh. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Lần này xả hết tiền đó nhỉ. Tôi sẽ mua mấy cái con Warlock sẵn. Tí nữa mà chả may mà thua thì chúng ta về Warlock cũng không muộn. Bây giờ máu còn rất nhiều. Đã có sẵn 2 con Warlock rồi. Ở trên bàn cờ đủ 5 con rồi anh em. Giờ bỏ vào là đủ 6 Warlock rồi đấy. Ui anh em nhìn kìa. Mẹ ơi con Ngộ Không với cả cái con Phong Vũ trượt băng nghệ thuật. Trượt đến đâu mà đứng im bên đấy. Đối thủ chả nhấc được người lên luôn. Thấy chưa? Mạnh hơn hẳn đúng không? 4 Metalist, 4 Warlock, 4 Metalist này, 4 Beat và 4 Half Orc. Quá khỏe luôn anh em ạ. Con Ngộ Không mới 1 sao, Phong Vũ 1 sao. Nhưng mà nó trượt băng nghệ thuật, nó lướt liên tục. Đối thủ có nhấc được tay quả nào đâu. Cái con Phong Vũ ở đối thủ đứng im mình chết mà anh em. Dã man chưa? Mà đấy là được chơi với 6 đỏ kết hợp với cả 4 Metalist đấy nhá. Chứng tỏ là kể cả cái bộ Metalist kết hợp nữa thì chắc là anh em sẽ phải quên cái bộ 6 đỏ kết hợp với 4 Metalist đi. Và đây mới là cái bộ mạnh nhất anh em nhá. Dã man. Đó sẽ là cái tiêu đề ở video ngày hôm nay. Tôi sẽ để làm tiêu đề của video anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tự nhiên trong một cái ngày đẹp trời tôi game lên tôi chơi thì tôi lại gặp lại Hama anh em ạ. Và không hiểu sao Hama trận đấy lại ra kèo top 1 là được coi như là tặng 500k. Đấy, thế mà rồi cuối cùng tôi cũng làm được.
Anh em chưa xem cái trận đấy, anh em có thể xem nhá, clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu mà tôi kết hợp với cả Zhe Quen, một trong những streamer hàng đầu của bộ môn Auto Chess này. Đấy, một cái trận đấu mà rất hay, diễn biến rất hay. Anh em có thể xem clip bên phải anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!